Rồi, dạ hello, Ngố em xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn nha. Hôm nay thì em trở lại bên kênh xe máy Thành Đạt. Theo lịch hàng tuần, thứ năm mình sẽ có clip bên Thành Đạt cho anh em mình tham khảo những cái mẫu xe bên cửa hàng nha. Cửa hàng này hình như là mình có để ý là có độ thêm một số màu nữa hay sao á. Mấy cái mẫu 135 này nhìn cực kỳ đẹp luôn nè. Tí xíu anh em mình ai mà quan tâm á thì liên hệ cửa hàng nha. Bây giờ camera sẽ quay cái bảng hiệu trước đi. Rồi vô trong gặp chị Hiền chủ cửa hàng để chị báo giá với anh em luôn. Địa chỉ là 22/19 trên đường là Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bà con mình nha. Bây giờ mình vô trong đi, ở ngoài nó hơi nắng đó anh chị. Vô trong gặp chị Hiền rồi chị báo giá với anh em mình ha. Rồi hello chị chủ. Rồi yeah. Xin chào cả nhà, mình đang xem trên kênh của Ngô Nguyễn nha. Hôm nay lại tiếp tục quay lại với cửa hàng Thành Đạt cứ mỗi thứ năm hàng tuần nha cả nhà. Thì bên cửa hàng em sẽ lên sóng báo giá tất cả các dòng xe đang có mặt tại cửa hàng cho mọi người tham khảo ủng hộ cửa hàng nha. Còn bên em thì có hỗ trợ trả góp, hỗ trợ sang tên chính chủ, cũng có ship xa tất cả các tỉnh thành nha. Thì em xin giới thiệu lại địa chỉ của cửa hàng là 22/19 đường Thủ Khoa Huân, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Còn số điện thoại liên hệ với cửa hàng là 0708456888. Em tên Hiền, bên cửa hàng xe máy Thanh Đạt nha cả nhà. Số điện thoại của chị chủ á em cũng có để trên màn hình á. Anh em mình có thắc mắc có vấn đề nào trong quá trình quay á thì bà con có thể liên hệ trực tiếp với chị chủ để chị tư vấn bà con được rõ ràng và cụ thể hơn. Nay mình quay phía trên trước hay là ở đâu trước mọi người? Mình đi từ ngoài vào luôn ha. Ok chị. Phía trên em thấy có mấy cái dòng 135 mà sơn mấy cái màu rồi dán tem lại đó anh chị. Nhìn nó đẹp cực kỳ luôn. Bên đây mình có không? Có, con SH. Ngót ha. Con này là đời nào đây chị? Con này đời 2016 nha cả nhà. 2016. Đó, xe còn đẹp leng keng luôn, máy móc là bao nhiêu niên bảo hành 1 năm cho mình nha. Con này biển số Thanh Hóa 36B5. Đó, con này em để cho mọi người giá chỉ có 32.500. 32.500 ha. Xe đẹp leng keng luôn nha cả nhà. Đó. Rồi, nói chung là nhìn cực kỳ đẹp nữa tại vì cái màu xám bạc này được xử lý sơn là đẹp hết cho anh em luôn rồi. Giờ cái xe nhìn đẹp lắm. Rồi, ok nha mọi người. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với chị chủ nha. Rồi mình vô đây đi chị, cái chiếc Ad này là đời nào đây? Ad này đời 2010. Con này 2012 nha. Dọn ốp dáng LC nha cả nhà. Sơn mà dàn áo mới là màu vàng, màu hồng bạc. Số kiên gian 68E1. Máy móc em bao zin em bảo hành cho mọi người 6 tháng nha. Con này thì để cho mọi người là 14.500 luôn. Con này nhìn đẹp cực kỳ luôn anh chị các bạn. Màu này thì không thể nào mà có một cái màu khác mà nó nổi hơn nữa. Màu này là màu hồng cánh sen là cực nổi rồi. Rồi giá mình để nhiêu quá chị? Con này là 14 năm thôi nha. 14 năm thôi ha. Còn bên đây là chiếc Sirius này thì sao đây? Sirius con này thì có lên côn tay cho mọi người nha. Dành cho mấy em thanh niên giới trẻ. Con này thì phiên bản 2017. Màu sơn màu xanh nè, biển số. Con này Kim Giang luôn, 68E1 nha. Máy móc vẫn là Zinem. Con này thì em để cho mọi người giá chỉ có 11 triệu thôi. Rồi, giá con này là 11 triệu đồng luôn bà con mình nha. Xe thì bao đẹp luôn nha cả nhà. Có lần công tay đẹp, này cho anh em mình tài chính nhỏ nhưng mà cần chạy công tay giống về xe tơ vậy đó. Còn đây là mình có chiếc Jupiter nhìn mướt quá nè. Con này biển số Thanh Hóa 36B4 nè. Jupiter con này phun xăng điện tử rồi nha cả nhà. Con này thì em đem để cho mọi người là 11.500 thôi. 11.500 bà con nha. Được sơn dán tem mới là đẹp hết rồi. Nhưng mà quan trọng về cái phần máy móc là có làm gì chưa chị? Máy móc là bao zin em? Rồi, em bảo hành 6 tháng cho mình nha. Bảo hành về máy là 6 tháng luôn bà con ha. Rồi cái bên con hẹp này đi chị. Con này thì biển số ở Hà Tĩnh nha cả nhà, 38T1 nè. Máy móc vẫn là bao zin em, dàn ngòi được dọn sạch mới. Dán tem LC nha. Con này cũng để cho mọi người là 14.500 luôn. Rồi, 14.500 luôn các bạn. Nhìn đẹp lắm, tại nãy cái máy mình quay nó hơi chói tí nhưng mà thực tế ngoài nhìn phê lắm. Đấy, máy móc thì zin em là mọi chức năng hoạt động tốt nha cả nhà. Con này Rồi còn bên đây chị con này. Con này thì biển số 85D1 này, dàn ngòi cũng được dọn mới rồi nha, sơn màu xanh bạc đó. Nhìn đẹp nha. Con này thì có lên Lonbo Uma nè. Máy móc thì vẫn là bao zin em cho mọi người nha. Giá là 14.500 luôn nha cả nhà. 14.500.000 luôn bà con ha. Rồi chất xe thì nhìn đẹp cực kỳ, các bạn giới trẻ nào quan tâm thì đến với cửa hàng nha. Còn con này chị. Con này thì biển số 59 thành phố luôn nha cả nhà. Màu này là màu trắng đen này, con này thì máy cũng đã còn zin, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Giá con này là 13 triệu thôi. 13 triệu. Bom được sơn màu vàng đồng nha cả nhà. Còn đây là một cái chiếc Winner V1 nè, con này là phiên bản bánh băm vàng đồng màu đen nhám luôn. Này phiên bản 2019 nha cả nhà, xe này đẹp leng keng luôn.
Con này còn đẹp quá. Tem vàng đồng, mâm vàng đồng nha, biển số Kiên Giang 68L1. Con này bán này thì ngày trước cực kỳ mắc tiền luôn nha. Đó, giá con này hôm nay em để chỉ có 17.500 thôi nha cả nhà. 17.500 thôi. Máy móc là bao zin em. Dạ. Bảo hành mãi 6 tháng cho mình nha. Xe thì dàn ngoài đẹp leng keng luôn rồi. Cái chất xe con này là nhìn đẹp lắm. Anh em mình đến đây mình test thử coi vừa ý mình không nha. Chứ em thấy là ống tán là còn đẹp cực kỳ luôn á. Rồi, mình qua câu xe rốt đi chị. Con này thì biển số Cà Mau 69L1 nè. Đó, con này thì già liền lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Em để cho mọi người giá con này là 9 triệu. 9 triệu ha. Dạ. Có vô bao tay với lại cái cặp phụ kiểu thôi. Ngoài ra là cũng nguyên bản, chị dán tem rồi nữa thôi anh em ha. Còn quay RS này sao đây chị? Con RS con này biển số thành phố nha, 59D1 nè. Máy móc thì zin em, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Dàn ngòi thì sạch sẽ đẹp nha cả nhà. Rồi. Giá con này là 9 triệu 8. 9 triệu 800 ngàn. Dạ đúng rồi. Ok bà con hen, giá 9 triệu 8. Rồi còn đây là chiếc Jupiter đi chị, phiên bản bánh mâm đĩa nè. Con này biển số Đồng Nai 60F1 nè. Máy móc là bao zin em, phun xăng điện tử nha. Con này giá để cho mọi người là 10 triệu 800. 10 triệu 800 ngàn. Này anh em mình mua đi làm đi cày bừa nha. Nó dòng Jupiter máy cực kỳ ngon luôn nha cả nhà. Dạ đúng rồi, máy Jupiter thì ngon khỏi bàn rồi. Còn con Sirius này sao đây chị? Con này thì có vào mâm nè, vào phuộc cho mình nha. Biển số Thanh Hóa 36B7 nè, màu cam đen. Xe liền lạc đẹp sạch sẽ, máy móc là bao zin em nha cả nhà. Chiếc này thì em để cho mọi người là 12 triệu nha. 12 triệu đồng. Rồi ok nha, giá 12 triệu. Rồi tiếp theo mình qua chiếc Jupiter Revista nha. Jupiter con này biển số Bình Dương luôn, 61C1 nha. Con này thì còn nguyên zin nguyên bản, màu đen đen nhám nha cả nhà. Dạ. Con này em để cho mọi người là 8 triệu 800. 8 triệu 800 ngàn. Đó, bình đề đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt cho mọi người nha. Bánh mâm thắng đĩa đàng hoàng luôn. Jupiter thì đi làm nó rất là ngon rồi anh em ơi. Còn cái quay ballast nha chị. Con này biển số Bạc Liêu 94F1 nè. Máy móc là bao zin em nha. Con này xe đẹp liền lạc, mọi chức năng hoạt động tốt cho mọi người. Giá con này là 10 triệu 800. 10 triệu 8. Nhìn nó liền đúng không anh em? Anh em nhìn thử nè. Bánh mâm thắng đĩa xe đẹp nha. Rồi ok. Còn con bên đây chị? Con bên cạnh thì cũng giống nhau, cùng đời nha. Máy móc thì bao zin em, cũng bánh mâm thắng đĩa. Con này thì màu xanh đen. Biển số Bạc Liêu luôn, 94F1 nha. Con này cũng 10 triệu 800 ngàn luôn nha. 10 triệu 800 luôn. Rồi đây chị mình xuống dưới đi. Tới chiếc Vision form ra đầu này mọi người. Con đó. Này 2013 phun xăng điện tử luôn nha cả nhà. Con này biển số Đồng Nai 60B1 nè. Dàn áo được sơn mới luôn nha. Trời. Màu xám ánh dính, màu cực kỳ hot luôn. Giá con này là 11 triệu 500 thôi nha. 11 triệu 500 các bạn. Đấy. Chị ha. Máy móc là bao zin em, mọi chức năng hoạt động tốt cho mình nha. Dạ. Rồi chị tư vấn giúp em con Sirius kế bên nha. Con này màu xanh rêu rêu đẹp đẹp nha cả nhà. Biển số Bình Phước 93F1 nè. Order chuẩn 4.000 coi nha. Xe 2022, nhưng chất xe còn đẹp leng keng luôn. Dạ. Giá con này thì 14 triệu 500. 14 triệu 500. Đủ hay hay khó zin luôn nha. Thường cái mít này, thường cái xe này máy móc riêng gì mình bảo hành bao lâu chị? Máy zin bảo hành 6 tháng nha cả nhà. Bảo hành là 6 tháng bà con ha. Rồi ok nha chị bạn. Mình qua kế bên nha. Con này bánh mâm thắng đĩa rồi xe luôn. Con này biển số Cà Mau 69L1 này, chất xe cực kỳ mới luôn nha cả nhà. Con này để cho mọi người là 14 triệu 800. 14 triệu 800, mình còn bớt không? Giá này giá đúng giá luôn nha. Con này bình thường em đang bán là 15 năm. Đó, là lên like cho mọi người là giảm tất cả xe, con này cũng giảm hết nha. Còn 14 triệu 800 thôi. Rồi, ok chị, 14 triệu 800. Mình qua bên đây là một cái chiếc Exciter 150 nha. Con này thì phải nói là rất đẹp rồi, màu đỏ nhám. Con này còn mới tinh luôn nha cả nhà, đẹp lắm. An Giang 67 nha các bạn. Con này 2020 luôn nha, biển số An Giang 67F1 nè. Máy móc em bao zin em, bảo hành 1 năm. Con này thì 24 triệu 500 nha cả nhà. Rồi, 24 triệu 500, 50440. Số gánh cũng rất là đẹp anh em. Có vô cái cặp để chân kiểu phía sau ha. Còn bên đây là Merkin, xe nhập khẩu từ Indo nè chị. Con này thì 2022 luôn nha cả nhà. Đời là 2022 luôn đó, biển số An Giang 67N1 nè. Chất xe thì còn nguyên zin nguyên bản nha. Máy móc thì em bảo hành cho mọi người là 1 năm. Giá con này là 27 triệu 500. Hai mấy năm? 27 năm không bớt luôn nha cả nhà. Bình thường là em đang bán 28 năm. Cặp giá xe là còn tôi nói cũng dày anh em. Mua về là không tốn thêm mấy chi phí lặt vặt này nữa. Anh nhà 67 61644.
mấy cái dòng Mercedes 150 nè, các bạn anh em giới trẻ mà muốn ra tên thì nó là mình hỗ trợ ok hết luôn. Có nha, bên em thì ví dụ mấy cái dòng là mình muốn sang tên chính chủ đó thì bên cửa hàng em có hỗ trợ mình làm từ ra biển số luôn nha. Dạ. Nhưng mà cái đó là tốn phí riêng nha cả nhà. Còn dạ, giá em báo là chưa có bao gồm phí sang tên của mình nha. Rồi, ok nha. Mình qua kế bên là một chiếc Exceter có dán tem Y15. Ở này là mở kin luôn chứ. Mở kin anh chị bạn có vào đạp nè. Ờ, con này mới kinh nha. Mới kinh luôn. Biển số là Thanh Hóa 36F1 nè. Con này màu vàng chanh đẹp luôn nha cả nhà. Con này để cho mọi người là 27.500 luôn. 27.500. Máy móc là bao nhiêu em bảo 215 nha. Dạ. Màu này đẹp luôn nha cả nhà. Ok mọi người hen, có sự lấy dán tem kiểu vàng Mã Lai đẹp cho anh em rồi. Còn bên đây chị trắng đỏ nè, biển Long An 62 này thì sao đây? Con này thì để cho mọi người là 23 triệu cho. 23 triệu. Ừ, máy móc thì bao zin em bảo 215. Xe này order chuẩn 15.000 coi thôi. Dạ. Yeah. Màu trắng đỏ đen cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ok anh em nha. Bên đây đi chị một con tiếp theo dọn phong cách tương tự giống mấy chiếc đầu nữa mình quay á, mà màu cái màu xanh candy nè. Con này thì để cho mọi người cũng là 14.500 luôn nha. Dàn ngòi lúc này được dọn sơn mới nguyên chiếc. Đó, dán tem LC nè. Máy móc thì cũng là zin em luôn nha, 14 năm nha cả nhà. Cặp vỏ xe còn đẹp hết. Và đặc biệt là cái vỏ sau á nè, vỏ sau nó dày ghê đẹp lắm. Dán tem LC, cặp vỏ mới thay luôn. Về nhà gọi về thay. Cặp nhôm sơn sen cũng mới thay luôn nè. Dạ. Đó. Bánh bọc là liền lạc, nhẹ tưng anh em nha, không có dướng, không có dướng thắng, dướng gì hết trơn, nhẹ tưng ngon lắm. Cái cổ bô là còn riêng theo xe luôn á. Con này chỉ báo mười mấy chứ chị? 14 năm thôi. 14 năm, con này gửi bình rồi, thử có bình nổ cho anh em nghe, 37 nha, biển số á. Còn đây là một chiếc Vario 150. Con này Vario phiên bản 2021 luôn nha, con này đẹp liền lạc nha cả nhà. Dạ. Biển số Sóc Trăng 83B4 này, máy móc em bao zin em nha. Dạ. Cái này đem để cho mọi người là 31 triệu. 31 triệu ha. Đúng rồi, ok nha anh chị, 31. Rồi, Vision này chị. Vision con này thì order chuẩn hơn 100 coi thôi nha cả nhà. Con này thì để cho mọi người là 28.500. 28.5. Còn em thấy có vô cái remote chống trộm anh em ha, có vô cái remote chống trộm nữa. Cái bên là Vario 150. Con này biển số Kiên Giang 68M1 này. Mà con này em để cho mọi người là 32.500, máy móc là bao zin em bảo 215 nha. Dạ. Rồi ok bà con mình ha. 39202 là bảng số á. Và đây một chiếc Vario 150 tiếp theo, còn 125 hả chị? Con này 125. Con này để cho mọi người là 32.500. Tại vì con này nó vô cặp bánh mâm 150 các bạn. Bánh mâm 150. Máy móc nó vẫn là bao zin em bảo 215 nha cả nhà. Hồ sơ này mình đang rút hay sao? Con này là hai chứng này là hồ sơ đang rút nha cả nhà. Dạ. Yeah. Hồ sơ đang trong quá trình rút các bạn nha, chứ chưa có. Còn con này cũng đang rút luôn. Con này thì 305 thôi. Dạ. Yeah. Đó, máy móc là bao zin em bảo 215 nha. Rồi ok mọi người ha, hồ sơ cũng đang trong quá trình rút. Còn con này chị? Con này là 2021 sơn tem 3D nha, màu xanh đen này, biển số Sóc Trăng 83T1. Yeah. Máy móc là bao zin em nha. Con này thì 305 nha cả nha. Rồi. 30.500.000 luôn anh chị nha. Biển 83T106767 số cặp. Và cái bên là một chiếc Sonet biển 69F1 68201. Con này có vào mâm nha, mâm 6 cây nè. Yeah. Vào cầm tăng. Ốc titan, ốc kiểu nha. Máy móc em bao zin em bảo 215. Chiếc này thì để cho mọi người là 28 triệu nha. Rồi, 28 triệu đồng các bạn ha. Vô bánh mâm kiểu, Cà Mau 69 nha. Số ốc nữa. Đây mình xuống đây đi, một chiếc Winner X mẫu V3. Con này là có xuống cặp bánh mâm nhỏ nha. Con này 2022 luôn nha cả nhà. Đó, xe này còn đẹp leng keng. Chỉ có điều là xuống bánh mâm thôi. Đó, máy móc là bao zin em bảo 215 nha. Biển số là 83X1. Con này có vào bô móc. Bô này bô móc chắc nhỉ? Một cái cây bô dán của V1 á anh em, nhưng mà móc, đi bô móc. Cái này cho xe còn mới tinh luôn nha. Dạ. Này không có gì móc ở đây. Con này mình để nhiêu đây chị? Con này thì em để cho mọi người là 27.500. 27.500 các bạn ha. Bản ABS nha. Cho em bỏ nước sơn là còn riêng nha. Sơn ốc tán sáng trưng luôn nha cả nhà. Nói chung là con này chạy lướt thôi, xe nào kiểu đó thì giống xe lướt. Đẹp nha, cho xe đẹp lắm. Rồi, các bạn anh em giới trẻ nào thích thì liên hệ cửa hàng ha. Mở Winner chạy thì ok rồi. Mình qua kế bên là một chiếc Exceter màu Monter nha. Con này biển số là 37G1 nha. Máy móc em bao zin em bảo hành cho mọi người là 4 năm. Con này để cho mọi người là 24 năm luôn nha. 24 năm, biển số là 37177736 nha anh chị ha. Con này nó vào cái phụ bình dầu nha. Đúng rồi. Cái xe cực kỳ đẹp luôn. Rồi mình qua cái bên đi chị, chiếc Satin.
Saji, con này hồ sơ sẵn cầm tay luôn nha cả nhà. Dàn áo được sơn mới nguyên chiếc, ốc được xi mới luôn nha. Máy móc là bao niên bảo hành 1 năm. Chiếc này thì 26.500 có hồ sơ cầm tay nha cả nhà. 26.500 có cả hồ sơ luôn rồi. Mình qua kế bên nha. Mình coi chiếc này luôn nha, chiếc này có người cặp. Dạ rồi, mình qua bên đây Saji. Saji con này biển số Đắk Lắk 47B1 nha. Màu xanh đen. Cực kỳ đẹp luôn. Con này có lên cầm tăng thôi. Máy móc là cửa hàng bao Zinem bảo hành 1 năm nha. Để cho mọi người là 26 năm. 26.500. Rồi ok bà con nha, 26 năm. Con này là con Zader nha. Zader màu đỏ đen là biển số Sóc Trăng 83V1. Máy móc là bao Zinem. Con này có đi Boe với lại vào Lonbo nha. Đúng rồi. Con này em để cho mọi người giá là 23.500 luôn nha. 23 năm. Có hạ phụ trước chút xíu mấy phần anh em. Mình không thích thì mình gỡ rồi mình gắn lên thôi. Đó là điều bình thường anh em rút lên lại. Còn đây là chiếc Rock nhập khẩu từ Thái Lan này chị. Con này thì cho xe mới 99% luôn nha cả nhà. Đồng hồ điện tử nè. Biển số Tây Ninh 80L1. Máy móc là bao zin em còn đổ luôn nha. Hay kính hay khó luôn nha cả nhà. Order chuẩn 4.000 coi. Rồi. Chiếc này thì em để cho mọi người giá là 21.500 luôn. 21.500. Đó cho xe như xe mới luôn nha cả nhà. Ok mọi luôn. Người ha. 21.500. Mình qua đây đi, coi này biển 69D1 36383 nè. Này sơn 3D nha, màu đỏ đen có vào mâm luôn cho mình nè. Đó, máy móc thì vẫn là bao Zinem vào tay côn tay thắng nha. Biển số Cà Mau 69D1, giá con này là 18.500 nha cả nhà. 18.500. Và hiện tại con này có vô cặp bánh mâm kiểu, cặp bao tay, rồi tay côn tay thắng luôn, giả và sơn tay 3D anh em ha. Bên đây là con Vario mẫu cũ màu cam đen này, có vô cái phục bình dầu thôi. Con này Vario 125 nha cả nhà. Đó, biển số Cà Mau 69B1 nè. Chất xe còn đẹp len keng luôn nha. Đó, dòng này thì bây giờ thì mẫu này cực kỳ hiếm luôn. Giá con em để cho con cho mọi người chiếc này là 39 triệu nha. Có 39. Vào phuộc bình dầu thôi. Máy móc bảo hành cho mọi người là 1 năm nha. Ok nha mọi người ha. Giá là 39 triệu đồng. Mình qua bên đây nha. Còn Exciter tiếp theo màu trắng đỏ, con này cũng mới quá trời luôn. Con này thì để cho mọi người là 26 năm. 26 năm. Là bao hồ sơ nha. Đó, hồ cho sơ... xe máy móc thì bao Zinem bảo hành 1 năm. Hồ sơ đang rút hả chị? Con này hồ sơ sắp có. Rồi, qua cái bên là một chiếc 150 tiếp theo biển số 66V1 69307. Con này cái màu cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Đó, con này bánh nguyên bản luôn, nguyên bản của nhà sản xuất luôn, biển số là Đồng Tháp 66V1 nha. 2020, máy móc là bao Zinem để cho mọi người giá là 24.500. Order chuẩn 7.000 coi thôi nha. 24.500 anh em ha, 24.500. Kế bên đi, một chiếc màu xanh GB tiếp theo, Exciter. Có vô cặp bánh mâm kiển nha nè, cặp bánh mâm CNC. Biển số là Cần Thơ 65L1 31183. Con này thì máy móc vẫn là bao Zinem. Yeah. Xe đẹp liền là không lỗi nha. Giá con này em để cho mọi người là 24.500. 24.500. Máy móc đầu nồi là đầu nồi nguyên bản hết hả chị? Đúng rồi. Có vào ốc titan rồi vào mâm cho mình thôi. Các anh em mà muốn nâng cấp xe, trao đổi hay là mình muốn thay đổi cái form thiết kế, mẫu mã gì đó. Chẳng hạn biết đâu mình cũng là xe tơ nhưng mà mình chạy nhiều rồi, hay là mình muốn thay đổi một cái màu sắc khác, một phong cách khác thì cửa hàng vẫn nhận bình thường đúng không? Dạ có, bên em có hỗ trợ trao đổi nha. Mọi người có xe muốn trao đổi thì cứ chạy đến cửa hàng nha cả nhà. Rồi, ok nha. Mình ra bên kia đi, một chiếc tiếp theo. Biển số là 94D1 60997 á chị. Con này màu này. Trắng đỏ đen này, máy móc là bao Zinem nha. Biển số bạc liêu 94D1. Con này em để cho mọi người là 22.500 luôn. 22.500. Đó, xe máy móc là Zinem bảo hành 1 năm nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Một chiếc Exciter 125, một cái phong cách dọn tiếp theo cũng rất đẹp anh em. Màu xám tím ha. Bạc tím nhé, xám bạc tím anh em. Con này biển số là Nghệ An 37 nha. Máy móc vẫn là bao Zinem, dàn ngòi thì đầu dọn mới sạch keng luôn nha cả nhà. Dạ đúng rồi. Cái này thì để cho mọi người là 14.500. Mọi người mua mấy chiếc này về chỉ việc đổ xăng chạy thôi nha cả nhà. Không phải dọn giữ gì nữa luôn. Rồi, 14.500. Còn bên trong là chiếc led ba khoang hả chị? Này sơn 3D nha, màu trắng đỏ đen. Con này biển số là Trà Vinh 84E1 nè. Máy móc là em bao Zinem bảo hành 1 năm nha. Con này thì để cho mọi người là 23.500 luôn nha. 23 năm nha anh chị nha. Cho xe còn mới tinh luôn nha cả nhà. Chị. Đây mình có chiếc Satria nè, có sơn cặp bánh mâm màu bạc nè, chị tư vấn giúp các bạn đi. Con này thì còn nguyên bản luôn nha, biển số An Giang 67D2 nè. Máy móc thì cửa hàng bảo hành cho mình là 1 năm nha. Con này thì để cho mọi người là 24 triệu. 24 triệu anh em nha. Rồi anh em xem sơ cái hàng biển số của mấy chiếc nãy giờ chị em mình đã quay qua cho anh em coi nha. Coi cần ưng chiếc nào thì
liên hệ cho chị chủ nha, chị tư vấn anh em cho rõ ràng cụ thể chi tiết hơn. Đó, các bạn chị cứ theo dõi sơ qua. Rồi mình giới thiệu cho khách hàng chiếc phu chờ nha. Phu chờ gì đây chị? Cái này phu chờ neo này là neo kim nha cả nhà. 206 đó. Biển số An Giang 67K1 nè. Xe này nói chung là có dọn đẹp hết rồi nha cả nhà. Từ dàn áo các thứ là có dọn rồi nha. Giá con này là 23.500.000. 23.500.000 neo kim dọn phong cách giống FI rồi vô bánh mâm rồi, nói chung là làm cho giống các bạn FI á nè, nhưng mà nó là neo kim. Mọi người mua xe này về thì về khỏi phải làm gì luôn nha. Dạ. Đó sẵn sạch đẹp rồi, mình chỉ việc đi thôi, đổ xăng rồi chạy thôi. Đúng rồi mọi người, em thấy nó đẹp sẵn hết trơn luôn rồi. Rồi qua đây đi chạy chiếc Patio đi ha. Patio con này 150 nha. Biển số là Kiên Giang 60 bỏ L An Giang 60 là bỏ L2 nha. Màu xám xi măng nè, con này có vào mâm nha. Đúng mâm rồi. Mâm 8 coi. Màu trắng đẹp cực kỳ luôn, vào cuộc đấy nha cả nhà. Yeah. Máy móc bảo hành 1 năm. Chiếc này để cho mọi người giá chỉ có 30.500.000 thôi. 30.500.000. Bánh mâm thì vô mâm 8 cây, vô phuộc y tết bình dầu, và áo là sơn màu xanh xi măng rất là đẹp. An Giang 67380.20. Chị báo giá rồi đúng không? Đúng rồi, con này 30.500.000. Mình coi chiếc này luôn nha. Con này có nghề cảo rồi. Dạ. Yeah. 155. Cái này em 155 màu, cái màu xanh cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Cái này nhìn đẹp quá mọi người. Màu đó. Xanh đen, nhưng mà xanh đen này là được sơn 3D lại của các cửa hàng ta sơn lại á. Con này thì chủ người ta đi nè, người ta đi một dàn ốc titan nguyên xe luôn rồi nha. Đúng rồi đó. Có chăn bùn rồi Oppo đẹp đẹp. Máy móc là cửa hàng bao Zinem bảo hành 1 năm cho mọi người nha. Chiếc này em để cho mọi người giá chỉ có 29.500.000 thôi. 29.500.000, phiên bản khóa thông minh mắt cây luôn. An Giang 67C181036. Vô một số đồ chơi như chị chủ vừa chia sẻ đó, anh em nào mà cùng sở thích thì cứ lấy con này về, không cần phải làm thêm, đỡ tốn tiền anh em. Rồi mình qua đây đi chị. Con này màu đen nhám nè, màu đỏ nhám nè. Đỏ nhám. Mày phiên bản khó cơ nha, giá con này là 30.500.000 bao hồ sơ luôn cho mình nha. Hồ sơ đang rút hả chị? Dạ con này thì đang rút. Đang rút nha chị ha. Dàn áo là dán cái trong nhám cả xe luôn. Cái này mà lột ra thì rất mới, ốc tán cũng còn mới luôn. Nên là khóa cơ mà nó có giá vậy đó anh chị, tại vì nó mới lắm. Còn bên đây. Con này có người cọc rồi nha, mình coi chiếc này luôn. Exeter 150, con này biển 17 Thái Bình, 30606 số cặp. Này đời 2017 nha, máy móc thì bao êm, xe thì bao đẹp, liên lạc cho mọi người nha. Chiếc này thì để cho mọi người giá con này là 13.500.000 luôn. Máy này như có làm rồi đúng không chị? Máy này thì có chạm rồi nha, nhưng mà máy thì bao êm. Rồi, ok. Máy có làm nhưng quan trọng là chị bao êm. Rồi thường máy làm mình có hỗ trợ khách bảo hành trong thời gian ngắn nào không? Con này bảo hành cho cả nhà 3 tháng nha. 3 tháng, ok anh em ha. Mình qua tới chiếc 155 màu vàng xám. Con này cũng có ngay cọc, người cọc luôn, này luôn ha. Dạ. Màu 150. 150 màu đen nhám nha, biển số An Giang 67D1 nè. Máy móc vẫn là bao Zinem nha. Giá xe đẹp liền lạc. Con này để cho mọi người giá là 22.500.000 luôn nha. 25, máy gì? Còn con màu xanh rêu vậy, phiên bản mà giới hạn của Yamaha đó. Con này thì em để cho mọi người là 26.500.000. Dạ, 26.500.000. Số là Kiên Giang 68L1 nha. Con này là màu xanh rêu. Dạ. Mọi chức năng hoạt động tốt, xe nó còn nguyên bản luôn nha. Rồi mình ra trong đi chị, chiếc máy kinh. Máy kinh con này bị 2018, biển số có An Giang 67E1 nha. Máy móc là Zinem bảo hành 6 tháng, con này để cho mọi người là 19.500.000. Máy cũng zin luôn hả chị? Máy zin luôn nha. Vỏ lốp là cũng dày, ở sao đẹp nha anh em nha. Còn cái chiếc bên trong chị, 67 An Giang kìa. Con này thì để cho mọi người là 25 năm. 25 năm. Màu xanh đen, biển số An Giang luôn, 67 hết một nha, 25.500.000. Anh chị coi sơ biển số một cái nha, rồi mình xuống cái chiếc quy sinh dưới luôn nè. Nè anh chị. Quy sinh đời nào đây chị? Này đời 27 nha cả nhà. 27. Màu đỏ nhám, biển số là Đắk Nông 48F1 nè. Xe đẹp liền lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Máy thì bao Zinem bảo hành 6 tháng cho mọi người. Chiếc này thì em để cho mọi người giá là 17.800.000. 17.800.000. Rồi ok bà con ha. Rồi đây mình xuống dưới đi. Tiếp tục với những cái mẫu bên dưới cho anh em theo dõi. Anh em cứ xem sơ qua ha, coi ưng nào thì cứ chụp màn hình lại cho chị chủ tư vấn. Chết, quay đầu vô này là sao đây? Ẹt màu đen nhám nè. 2017 máy móc và bao Zinem nha. Sóc Trăng, xe 83. Đẹp liền lạc luôn. Dạ. 83 Sóc Trăng, con này để cho mọi người là 18.500.000 nha. 18.500.000. Con này đẹp lắm nha cả nhà. Dạ. Liền lạc okay, đẹp. Ok nha chị, Sóc Trăng 83 ha. Rồi, mình tới chiếc Satria đi chị.
Con này biển Tây Ninh 70L1 này, 2018 lốc vàng nha cả nhà. Con này để cho mọi người là 21.500. 21.500. Máy là zin em, mọi chức năng hoạt động tốt nha, sai chia. Lốc bằng đồng anh em nha, mấy cái lốc bằng đồng đời đầu này là máy nó rất là ngon á. Anh em theo dõi mấy clip mạng đi, sẽ đánh giá cao lắm. Nhưng quan trọng là chủ xe trước chạy phải tốt rồi. Cái bên là Sony đi chị. Chiếc này biển là Vĩnh Long 64B2 nha, 2021 còn zin nguyên luôn nha cả nhà. Đó, xe nói chung là cho xe còn cực kỳ mới luôn. Máy móc là bao zin bảo hành 1 năm. Con này để cho mọi người là 28.500 nha. 28 năm. Nước sơn vàng áo này kia là em thấy còn rin đẹp luôn á nha các bạn, tem cũng tem rin luôn. Vô máy có ốc titan cổ á, nhìn nó có cái điểm nhấn hơn. Này rút gốc ra tên là ok hết không chị? Rút gốc ok hết nha. Rồi. Qua câu vision đi. Con này xe này cũng chạy có chắc hơn 100 cây thôi nha cả nhà. Phim còn đủ 2 chìa khóa luôn. Máy móc là bao zin em bảo hành 1 năm nha. Con này em bao ra, nói chung là bao ra biển số cho mọi người ở huyện là tờ giá là 31 triệu bao ra sang tên chính chủ nha. Rồi. Okay. 31 triệu. Còn bên đây commission không có biển số nữa nè. Con này thì 26 năm bao rút hồ sơ cho mọi người. Con này thì còn bọc keo nguyên chiếc order chuẩn mới có 5.000 cây thôi nha cả nhà. Coi khó chìa phiên bản 2021. Cái này là hồ sơ đang rút hay là có rồi chị? Con này đang rút. Đang rút phải không? Rồi. Còn kế bên đó cũng không có biển số luôn. Con này thì biển số là 76 nha. Con này giá là 27.500 bao rút hồ sơ. Rồi là mình cũng đang đi rút hồ sơ luôn. Vâng, con này chắc cũng còn có rồi. Dạ rồi, ok anh chị ha. Mình qua tới một con Vision nữa đi chị, biển 47. Con này hả? Biển ta Đồng Nai 60G1-03098. Con này màu cam đen, con này xe nói chung là dàn ngòi đẹp keng luôn nha cả nhà. Đẹp keng mới hết rồi. Giá 18, con này 2018 19.500 nha. Rồi, 19.500. Máy móc là Zine bảo hành 1 năm. Ok bà con mình ha. Qua con Vision màu trắng 83 Sóc Trăng này chị. Con này màu trắng, máy móc là bao Zine nha. Để cho mọi người là 17.800 luôn. Rồi, 17.800 luôn anh chị nha. 17.8 luôn. Sóc Trăng 83B2 nè. Còn phiên bản khó có chỉ ạ. Dạ. Rồi con Winnet mẫu V2 đi. Con này là ABS màu HRC luôn. Con này chính chủ nha. Một đời chủ duy nhất nha. Nên là tem khách dán lại. Dạ. Biển số 95B1. Máy móc là bao Zine bảo hành 1 năm nha. Con này em để cho mọi người là 19.500 thôi. 19.500, Hậu Giang bà con nha, 97422. Bên đây là một chiếc Vision nữa này, phiên bản bánh cát Bình, biển số là bánh cát Bình Dương 70790. Này phiên bản 2019 khó Smart Car A nha. Dạ. Giá con này là 21 năm thôi nha cả nhà. 21.500. Xe đẹp liền lạc nha, mọi chức năng hoạt động tốt, máy thì zin em. Rồi Vision cá tính với chị, phiên bản bánh 5 cây màu đen nhám nè. Con này thì cũng không có thấy biển số luôn. Con này thì 32 triệu bao hồ sơ cho mình nha. Dạ. Con này mọi người mua con này về hồ sơ có rồi, về việc nhập thôi. Dạ. Có hồ sơ sẵn rồi ha. Mình qua tới commission nữa đi. Biển 68G1-69664. Con này Kiên Giang 68G1 này, xe này thì bao lướt bao đẹp luôn nha cả nhà. Dạ. Có sờ mặt coi luôn. Giá con này để cho mọi người là 22 năm. 22.500. Mình qua đây con AB nha. AB này đi. Dạ, bên đây. Chiếc AB biển số 60B1-70834 nha. Này AB 2010 nha cả nhà. 2011 FI nha, full xăng điện tử 21 nha. Luôn. Dàn áo đẹp liền lạc nha, màu đen nhám, biển số Đồng Nai 60B1 này. Con này để cho mọi người là 14.500. 14 năm ha. Xe đẹp lắm nha cả nhà. Con này về chỉ biết đổ xăng chạy thôi. Đẹp lắm. Rồi, ok. Còn bên kia có màu trắng chị. Có màu trắng con này khó tìm xe đầy đủ nha, biển số Thanh Hóa 36D1 nè, màu trắng nè. Rồi. Giá con này em để cho mọi người là 19 năm. Máy móc là bao zin em bảo hành 1 năm nha. Dạ. 19 năm nha anh chị. Anh chị coi biển số lại giúp em cái nha. Bà con nào quan tâm thì cứ liên hệ với chị chủ để chị có thể tư vấn bà con anh chị mình được rõ ràng chi tiết hơn nha. Mình cứ nhìn sơ qua đi rồi chuẩn bị mình xuống đến với những cái chiếc khu chờ nha anh chị. Bên đây mình có chiếc khu chờ mập này chị. Hay đời nào đây? Khu chờ mập đó có khách cọc rồi nha. Khách rồi ha. Đây cái màu tương tự anh chị nhưng mà đời cao hơn, đẹp hơn, đằng led luôn nè, bánh mâm thắng đĩa luôn. Khu chờ led con này biển số Cà Mau 69K1 nha. Dạ. Yeah. Máy móc là em bao zin em bảo hành 1 năm. Này phiên bản 2020 để cho mọi người con này là 23.500 thôi. 23 năm. Chất xe mới cực kỳ luôn nha cả nhà. Dạ. Con này biển 69 nha bà con ha. Mới có 18.000 coi nha. Vỏ lớp cực kỳ mới luôn. Được thay vỏ lớp mới nhìn cũng đẹp lắm. Mấy cái này bảo hành vẫn năm luôn phải không chị? Đúng rồi, máy móc bảo hành 1 năm nha. Khu chờ mà yên tâm mọi người, đỡ lo.
Rồi, mình qua đây đi, con Vision luôn, 68 luôn nè. Vision, con này phiên bản 2023 nha. Ừ, nó tán gì mới quá trời luôn. Order chuẩn mới 7.000 coin thôi nha cả nhà. Giá xe đẹp đen keng luôn, phiên gian 68D1. Khó sợ mà cây nha, 2023 con này em để cho mọi người là 29 triệu. Rồi, 29 thôi anh chị ha, 29, chưa bảo phá mắt cây luôn. Bên đây là một chiếc Future. Con này GT. GT. Máy zin đầu zin luôn nha cả nhà. Biển số Đồng Nai 60G1 này. Con này có bọc keo, áo bọc keo nguyên chip nha. Lên lên áo FI. Máy móc là zin êm, con này để cho mọi người là 28.5 nha. 28.500. Rồi, ok chị, 28.5 bà con mình ha. Đây đi chị, con Future nữa nè. Con này để cho mọi người con này là 60 Đồng Nai luôn. Cũng là GT xăng cơ nha cả nhà. Con này thì 24.5, máy móc là zin nha. Rồi, ok ha, 24.5. Rồi, bên đây một chiếc Winner X biển số Tây Ninh luôn. Có cái này ABS rồi phải không chị? Có ABS, con này màu đen nhám, ABS biển số Tây Ninh 70L1 này. Máy móc là bao zin êm, chất xe đẹp len keng luôn nha cả nhà. Giá con này chỉ có 15.500 thôi. Rồi, ok mọi người ha. 15.500. Bao nhiêu chứ? Alo. 19.500. Trời ơi, em vừa đọc lại em mới giật mình luôn. 15 năm là khách điện cháy máy đó nha. 19.500 bà con nha. 19 năm nha. Dạ, 19 năm. Máy móc là riêng hết hả chị? Máy móc là bao zin em. Dạ. Bảo hành 6 tháng nha. Rồi, câu bên ít kế bên, phiên bản này là cũng có ABS luôn. Màu camo á chị các bạn. Con này chị để nhiêu? Con này thì 20.500, rồi 2022 nha. Dạ, 20.500. Bên đây là V3, vẫn là có ABS rồi đầy đủ hết. Biển số là Quang Bình. Và áo là có sơn tem 3D nha. Nhìn màu này cũng nổi đó nha, chạy thì bao nổi luôn. Con này là 26 triệu nha cả nhà. 26 triệu. Màu vàng đen cực kỳ đẹp luôn. Máy móc cửa hàng bảo hành cho mình là 1 năm nha. 26 triệu này mình trả góp trả trước nhiều không chị? Con này trả trước mình trả góp trả trước tầm 3 triệu. 3 triệu. Rồi ok ha, 3 triệu. Mọi người có nhiều hơn thì trả nhiều hơn thôi nha. Dạ. Đây con Exeter 135 đi. Cửa hàng mình nhiều cái phong cách dọn tương tự vậy nè. Sơn nhà áo dán tem là C nhìn nó cũng đẹp đó nè. Con này 37.000 nha. Nếu như là dàn ngoài đẹp 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 mới nguyên chiếc rồi. Máy móc gọi là bao zin êm nha. Rồi. 14.500 thôi nha cả nhà. 14.500. Ok bà con ha, 14.5. Bên đây là một chiếc ẹt nữa nè, cũng được sơn dán tem là C lại luôn. Biển số 94. Con này là Burin. Máy đang còn zin nha. Dạ. Dàn áo đẹp liền lạc, mọi chức năng hoạt động tốt là để cho mọi người 12.500 thôi. Rồi, 12.5. Ok nha anh chị các bạn mình ha. 12.5. Đây con ẹt xuống áo nè chị. Con này 16 năm luôn nha. 16 năm. Con này thì máy có chạm rồi nha cả nhà. Xuống áo con này xuống áo mới luôn. Xuống áo mới, nhìn áo riêng, tem riêng nhìn cũng đẹp lắm đó anh em. Từ chỗ đèn nhỏ đến đồng hồ rồi là đẹp hết trơn hà. Giờ mình để nhiêu đây? 16 năm nha. 16 năm. Hình như em nhớ con mình bán rồi phải không? Thêm con nữa. Đúng rồi. Dạ. Mình qua đây nha, con GTR nha cả nhà. Biển số Sóc Trăng 8374 nè. Màu trắng đỏ đen này, máy móc là bao zin em nha. Có 21.5. Con này thì để cho mọi người là 23.500 thôi. Rồi, 23.500. Còn chứng nào luôn hả? Và còn bên đây luôn ha. V1, này là V1 nha cả nhà. Biển số Bình Dương 61D1 này, màu xanh trắng này. Giá con này là 16 triệu. Dạ, 16 triệu. Máy là zin em nha, bảo 26 tháng. Dạ. Rồi, bây giờ mình xuống bên dưới nha anh chị. Ngoài đây mình sẽ có tiếp Future nữa nè. Future này là Future gì đây chị? Cái này là Future Neo GT. Ok. Này phải GT không? Neo Kim á, không phải GT đâu. Neo Kim. Con rồi. Này biển số là 67C1 nha. Dạ. Máy con này là đang còn nha, máy rửa còn nha cả nhà. Máy rửa còn, đâu rồi mình có làm chưa? Đầu nồi thì có bung rồi á. Máy rửa thì còn. Máy này thì 23 triệu. 23 triệu bà con nha. An Giang 67C1 nha. Nói chung dàn áo đẹp sạch sẽ liên lạc nha cả nhà. Đúng rồi, dàn áo thì liền đẹp. Này các anh nào mà thích thì cứ mình liên hệ cửa hàng thôi anh chị các bạn nha. Đây mình tới con Winner đi chị. Đây con này là GTR nha. GTR luôn. Đồng hồ điện tử biển số là Cần Thơ 65L1 nè. Và mâm ba đao nè. Dạ. Ốc Salaza. Máy móc là vẫn bao zin êm nha. Đã giật sơn. Cái này là dán. Cái này bên ngoài là họ dán nha cả nhà. Dạ. Con này mình để giá bao nhiêu đây? Con này là 23.500. Có vào bô nha, mâm rồi bô, ốc Salazar. Nói chung là con này vô đồ chơi rất nhiều. GTR, xe nhập khẩu Indo. Dàn áo là dán keo trùm cả xe. Full và ốc máy là đi ốc Salazar. Cặp bánh mâm là đi bánh mâm ba đao. Vỏ trước thì hơi mòn nè, vỏ sau thì còn được. Cái đĩa vô đĩa kiểu nè, rồi ốc Titan luôn, G5 luôn ha.
đó, một số là kiểu như vậy anh em. Biển số Cần Thơ 65 này ra tên nước gốc được không chị? Được nha. À, vô một cái lon bô cũng đẹp đó anh em, quay cái bô cho anh em coi nè camera. Ừ, cái bô này anh em nhớ trả ai mà thích thì liên hệ cửa hàng ha. Bô này lạ là lần đầu mình thấy nè, ống nước là ống nước kiểu luôn nè, nhìn này cũng dẻo ha. Rồi nồi này chắc có làm rồi nha anh em. Rồi hai cái mấy này chị? 23.500 nha. Rồi 23.500, mình qua con ẹt tiếp theo nha. Con này biển Hà Nội 29 nè, 08585. Dàn áo thì được sơn màu xám anh tím, màu anh tím rồi nha, xám dạ. Anh tím nè, xám anh tím đúng rồi. Con này để cho mọi người làm 12 triệu, có 12 thôi đó, cũng là xe tôi 135 như nhau mà con này 12 anh em thấy không, mà chất xe nhìn vẫn đẹp hơn. Chìa khóa được thay ổ mới 2 chìa luôn. Rồi còn bên đây chị, con này ẹt 155, ẹt 155 biển số bên 71 Bến Tre nha. Đúng rồi, máy móc là bao xin em. Dàn ốc ốc máy cũng là ốc máy titan luôn. Đúng rồi, đi ốc máy titan. Được cái là cái cặp bánh mâm xe này các bạn được đi bánh mâm 5 cây giống như mấy cái mẫu Racing Ball em hay xuống á. Nhưng mà con này là vô cái size nó là size lớn nha. Size bánh mâm này là size 101, 102 luôn anh em. Gần gần giống như con này dàn áo nó còn bọc keo luôn nha cả nhà. Dạ. Khóa lên khóa smart key, có đèn trợ sáng rồi hộp đựng đồ nha. Con này em để cho mọi người là 28.500 thôi. Rồi, 28.500. Vô cái thùng đựng đồ là cũng tiện lắm. Còn đây con Vision màu đen nữa đây chị. Con này 2023. Đó, con này cũng giống cũng giống hay con kia nha. Con này mà ra biển số ở huyện thì bao ra biển số huyện cho mọi người là 31 triệu nha. 31. Xe chạy núi nó chạy vài chục coi thôi, không chạy nhiều như cái nha. Còn đủ hay khó zin luôn. Còn kia là con Winner mà nhắn tem GTR thôi. Đúng rồi, Winner. Cái này thì em để cho mọi người 15 năm thôi, máy là zin em luôn nha. 28739 nha bà con ha. Đó là biển số á. Rồi mình qua bên đây là chiếc con ẹt luôn ha. 250 biển số Trăng 83. Cái này để cho mọi người là 15 năm thôi. 15 năm. Máy móc là bao zin em, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Dạ. 150. Rồi. Qua tới chiếc 135LC nè anh chị, 36C1 18548. Con này là vỏ trước vỏ sau cũng được, đặc biệt vỏ sau còn dày anh em. Đó, con này cũng đồng giá như mấy con kia nha, là 14.500. 14 năm. Đó, xe dàn áo, dàn ngòi là được sơn mới nha. Đúng rồi. Dán tem LC đó. Sơn mới dán tem LC. Nói chung là cửa hàng cũng nhiều cái dòng 135 tương tự giống vậy lắm. Anh em mình có thời gian đến đây đi, mình trải nghiệm, mình nổ máy, mình chạy thử coi con nào ưng thì mình chốt rồi anh em. Con Sirius này chị, phiên bản bánh mâm đĩa LC luôn, Cần Thơ 65. Con này máy móc là bao zin em. Xe đẹp liền lạc nha, mọi chức năng vẫn hoạt động tốt. Con này em để cho mọi người là 10 triệu thôi nha. 10 triệu thôi. 19987 là bảng số. Kế bên là một con Sirius nữa. Con này là đúng nghĩa cọp luôn anh em, tại vì đẹp lắm. 85E1 nè. Máy móc là bao zin em nha. Con này order chuẩn chưa tới 2.000 coi. Để cho mọi người là 14.500 nha. 14 năm. Mặc dù là cam đùm hơn anh em phải không, nhưng mà cái giá trị nó như vậy là tại vì xe nó quá cọp mà. 85 Ninh Thuận 24945. Còn bên đây là cho anh em đi làm nè, bánh mâm thắng đĩa RC 94K1 54021. Đó, chính là em để cho mọi người 9 triệu rưỡi thôi. Dạ. Mọi chức năng hoạt động tốt nha, bình đề đầy đủ. Đó, rồi. Xe đẹp liền lạc. Có 9 triệu rưỡi thôi mọi người ha. Rồi, con cái bên nuôi chị cũng mâm đĩa luôn nè. Con này thì biển số Sóc Trăng 83D1 nha. Màu xám lông chuột. Con này em để cho mọi người là 12 triệu. Máy móc là bao zin em, bình đề đầy đủ, mọi chức năng hoạt động tốt nha. 12 triệu bà con ha, 12 triệu. Rồi, con có Sirius này 68G1 10175 nè. Con này có vào cặp phuộc ô liền bình dầu nè. Dạ. Bánh mâm thắng đĩa, con này phong cách của mấy em giới trẻ nha. Bình đề đầy đủ, mọi chức năng vẫn hoạt động tốt. Con này thì để cho mọi người 9 triệu rưỡi thôi. Dạ rồi, 9 triệu 500 nha anh chị ha, 9 triệu 500. Bên kia là một cái chiếc Future. Con này biển số Bình Dương luôn, 61B2 nha. 30869 là biển số nè anh chị. Con này thì 2015. Để cho mọi người là 14.500 thôi nha. 14.500. Rồi, ok. Máy riêng phải không chị? Máy xin, bình đề đầy đủ, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Còn con quay pha nhỏ này, màu xanh nè, có vô cái rổ phía trước nè. Con này thì máy móc là bao em luôn cho mọi người nha. Giá con này là 8 triệu rưỡi. 8 rưỡi. Bình đề đầy đủ, mọi chức năng hoạt động tốt nha cả nhà. 8 rưỡi mà so với một cái chất xe dày thì em thấy nó vẫn vừa ý đó. Anh em đến đây mình nổ máy thử coi vừa ý không, chứ dàn ngoài làm thấy đẹp đó nha. 8 rưỡi, mặc dù thì giá này là máy phải làm rồi nha anh em. Còn bên kia chị? Con này là biển Cà Mau 69E1 này, vào mâm ba đao nha. Quay 110 nha cả nhà. Đó, con này để cho mọi người 8 triệu rưỡi luôn. Này chắc quay 100 quá. Quay 100 á. Nó máy quay 100 nè. Quay 100 á chị.
quay 100, biển số Cà Mau. Bánh mâm bà đào ha, vô một cặp thắng đĩa luôn. Rồi vô cuộc vui chơi, bằng số này để em quay cho anh em coi. Cái này là tại dán tem 110 nè anh em. Tem 110 nè, chị chủ nhìn làm thôi bình thường ha. Cà Mau 69. Rồi. Em cũng quay sơ là cái hàng biển số cho anh em nha. Như mấy con này giá em thấy cũng ổn lắm nè. Anh em đến đây mình test thử coi. Nhị làm là ngon nè. Cứ chờ nữa. Sirius thì rất là nhiều. Sirius, Exeter là phải nói là cửa hàng cực kỳ nhiều. Anh em mình cứ sắp xếp thời gian để mình xem thử nha. Bên đây mình có 135 này mình có không chị? Con này Cà Mau 69C1 này, cho xe đẹp liền lạc nha. Dạ. Màu trắng đỏ đen nè. Biển số Cà Mau. Máy móc là vẫn là Zinem nha con nha cả nha. Dạ. Con này để cho mọi người là 13.500. 13.500. Rồi, ok. Máy đi luôn đầu nồi còn luôn hả chị? Đúng rồi. Vỏ xe là dày đẹp luôn nè anh em ha. Đó. Rồi. Con 135 luôn nè, con này màu vàng. Có vô cái bóng đèn LED nhìn đẹp nha, 135 là C. Dán là C đó nè. Con này biển số là 66 Đồng Tháp nha. Dạ. Yeah. Được một bộ nhông xinh để em mới thay luôn nha cả nha. Ừ. Đó, mua về mấy con này mua về chỉ biết chạy đổ xăng chạy thay nhớ thôi. Dạ. Yeah. Giá là 14 năm thôi. 14 năm. Máy là Zinem luôn nha. Rồi, cũng tương tự mấy con ngoài kia á anh em. Đây mình có chiếc nào biết này mình quay luôn đi chị. Quay luôn nào biết ha. 125 đúng không? 125, biển số là Cà Mau 69D1 nha. Cho xe đẹp. Máy móc là bao Zinem. Có sờ mà coi nha cả nha. Đó, con này đẹp lắm, màu xanh đen. Giá là con này 16 năm nha. Rồi, 16.500 anh chị. 16 năm. Mình qua con này là con Rider này, em thấy là đang đi Boe lập trụ nè. Có vào Boe nữa nha. 84. Trà Vinh 84L1. Dạ. Máy móc là Zinem, màu xanh đen nè. Giá con này là 23 năm nha. Dạ, 23 năm. Ok nha anh chị ha. Anh em mà muốn ra tên rút gốc hay là muốn cái vấn đề nào á thì liên hệ chị chủ nha. Có vô một cái logo lớp leo Rider với Satria mà vô cái bô này mình dùng từ là đúng bài luôn anh em. Thì nó nghe tiếng bô đã lắm. Còn con Satria này sao đây chị? Con Satria này màu đen nhám nha. Có vào bánh mâm nè, bánh xuống bánh căm nè. Bánh căm niềng nhôm. Rồi một số ốc kiểu với bao tay thôi chứ ngoài ra mình thấy cũng còn nguyên biển bản. Số là Vũng Tàu 72E1 nha. Chất xe đẹp liền lạc, mọi chức năng hoạt động tốt như vậy nha. Máy là bao Zinem, tiếng này là 23.500. 23.500. Rồi, còn bên đây chị con này V1, biển số Long An 62S1 nha. Máy móc là Zinem, con này là 16 triệu nha cả nha. 16 triệu đồng. Rồi, ok bà con mình ha, 16 triệu. Mình vào bên đây 37F1 nè chị, 54661 nè. Con này em để cho mọi người là 12 triệu luôn. 12. Đúng, máy móc là gì nên xe nói chung là liền lạc nha cả nhà. Mọi chức năng vẫn hoạt động tốt. Có mấy chiếc cửa hàng sơn mới lại đẹp rồi dán tem anh em, thường là 14 năm. Còn mấy con này tầm 12, 12 mấy, 13 là thấy cũng ok nè. Rồi, mà mấy cái giá này vậy là mình còn thương lượng được mà phải không chị? Con này ví dụ mà đến thì cửa hàng cũng bớt 100-200 xăng cộ thôi nha. Còn báo giá mấy chiếc này em báo giá sát luôn rồi đấy. Rồi. Mà giảm nói chung là giảm cho mình một xíu lọc lá thôi nha cả nhà, chứ còn bớt nhiều là không bớt được. Dạ. Yeah. Rồi mình qua đây đi, Sirius nè, An Giang 67-71223. Con này full da ốc máy, đang đi ốc Salaya nha. Rồi vô cái đĩa kiểu phía trước, cũng như là vô cái chó đèn nhỏ nè anh em. Chó đèn giống như của Cielo, đồ đèn Thái vậy đó. Đó, phong cách của mấy em choi choi. Cái này là mình nhìn là không có cặp bẩn, nhưng mà mình nghĩ đây là cái ý đồ của các bạn muốn gỡ ra là cho phong cách nó gọn như thế này. Chứ không phải là thiếu đâu, tại vì dàn áo nhìn đẹp mà. An Giang 67C1 nha. Máy móc vẫn là Zinem mình để đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt nha. Cái này thì để cho mọi người là 11.500. 11.500.000. Rồi, ok. Janus đi chị, con này biển Tây Ninh. Tây Ninh 70E1. Máy móc là Zinem nha, màu trắng sữa đẹp cực kỳ. Xe này cho mấy bạn nữ là đi làm công ty, đi học thì cũng được nha. Cái màu này nhìn phụ nữ, các bạn nữ nha, các bạn nữ để chạy nhìn nó cũng rất là dễ thương đó chứ. Mày con này thì để cho mọi người là 13.500. 13.500. Rồi, ok ha. Rồi, còn con cứ chờ gì? 68 nè. Con này 2015 luôn nha. Để cho mọi người con này cũng có 14.500 luôn. Máy móc là Zinem, bình đề đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt nha. Dạ. Máy vẫn là Rin 14 năm. Cái này là FBI hay Sanker ta? Con này là Sanker nha. Sanker nha anh chị. Sanker. Rồi, còn con Sirius thì 68 Kiên Giang nè. Con này bình đề đầy đủ, máy vẫn là Zinem nha. Để cho mọi người là con này 8.800. Yeah. 8.800, có vô cho đèn LED 2 tầng nha bà con mình ha. Rồi, bên đây nha, 94D1 đi chị. Có vô cái bô Uma nè anh em. Súng bánh căm nhỏ nha, biển số 94D1, 8.500 luôn nha cả nhà. 8.500. Rồi, các bạn nào mà thích mấy cái Sirius này ha,
chủ trước ta vô sẵn đồ vậy rồi về mình đỡ tốn chi phí nếu mà mình cùng chung sở thích. Còn nếu mình không thích mấy cái dáng xe mà lên xuống vậy, xe riêng bên trên còn rất là nhiều anh em ha, đủ hết. Rồi con này chị, biển bánh cát Bình Dương luôn, vô mâm nè, vô phuộc nè, bình bông mai, đĩa kiểu, chó đàn, rồi đồng hồ luôn. Con này để cho mọi người là 9.500.000 nha. 9.500.000, 9.500.000 luôn. Rồi, ok chị. Và con này đi, biển Bình Dương. Sông Hồ Bình Dương. Con này thì 10.500.000 vào mâm nha cả nhà. Dạ. Bình đề đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt nha. Dạ. Màu đen đây nhé. Ok bà con ha. Còn đây là chiếc Jupiter MX. Con này dàn ngoài được sơn mới nguyên chiếc nhá. Xe bao đẹp, bao êm luôn, máy móc bao êm nha. Con này để cho mọi người là 9.000.000 đi làm cày bừa. Dạ, 9.000.000 thôi anh chị mình ơi. Quay đợt ít đi chị, con này là FI đúng không? Con này FI nha, rồi SXFI 2021, biển số Bình Dương 61B2 nha. Rồi. Xe đẹp liền lạc nha cả nhà. Bình đề đầy đủ, con này để cho mọi người là 12.500.000. À, bao nhiêu chứ chị? 12 năm. Ừ, 12 năm thôi. Là có FI rồi, bền, tiết kiệm xăng. Đó, giá này thì thấy cực kỳ hợp lý nha cả nhà. Dạ, rồi FI mà. Rồi SX 2021 nha, đời cao không phải laptop nha cả nhà. Dạ. Rồi con này đưa đi chị, Sirius nè, 68. Con này để cho mọi người 10.500.000 luôn. 10.500.000. Đây. Màu xám cam. Mâm 5 coi nha. Mâm 5 cây bằng đồng ha, đẹp. Rồi, ok chị. Chắc mình xuống bên dưới luôn ha. Bên dưới còn có chiếc này với chiếc cúp nha. Còn mấy kia là không có hả chị? Đúng rồi, mấy chiếc này chưa bán rồi. Rồi, chị chiếc Vespa đi. Vespa con này 2010 FI phun xăng điện tử luôn nha. Rồi. 59 thành phố. Giá để cho mọi người là 6.800.000 luôn. 6.800.000 thôi. Vespa mà giờ giá có 6.800.000 hả anh chị? Vespa xe Piaggio, xe Ý luôn mà giờ có 6.800.000 mà một cái màu nó liền như thế này. Còn chiếc cúp thì sao chị? Cúp con này biển số An Giang 67 nha. Cúp 2019, xe cho Giang học sinh đi học á, giá để cho mọi người cực kỳ rẻ luôn. Con này 8.800.000 luôn. 8.800.000. Rồi, ok bà con ha. Bình đề đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt nha cả nhà. Sau này mà khách mua chạy mà muốn quay đầu này kia là mình vẫn nhận mà đúng có không? Có nha. Bên em thì ví dụ mình cứ đi chán mình muốn bán lại bên cửa hàng thu lại hết nha cả nhà. Dạ. Đó. Đặc biệt mấy xe 50 á anh em mua về cho con em mình đi xong sau này bán là đòi lỗ. Đâu là mấy bạn mà không có bằng lái xe mình đi mua mấy mà đi chạy mấy con nói không cần bằng lái luôn. Dạ đúng rồi. Đây mình giới thiệu cho mọi người con Janos đi chị. Con này màu đen xám cực kỳ đẹp luôn, đen bạc nha cả nhà. Biển số là Đắk Lắk 47B1 này. Máy móc là bao zin đêm bình đề đầy đủ nha. Để cho mọi người 12.000.000 thôi. 12.000.000, ok nha. Con này được xử lý là đẹp hết cho anh em à. Còn con Sirius này sao đây chị? Con này có lên đồng hồ Uma cầm tăng nha. Cầm tăng nè, đồng hồ biển số này. Sóc Trăng 83C1 nè. Đã để cho mọi người chứng này là 8.500.000. Lông bồ nữa nè nha, lông bồ móc nè. Rồi. Đẹp liên lạc mọi chức năng hoạt động tốt nha cả nhà. Con quay pha luôn đi chị. Vespa con này có vào cặp phuộc biển số Bình Dương 61B1 nha. Màu con này 110. Đúng rồi. Để cho mọi người là 10.500.000 nha. 10.500.000. Máy zin luôn hả chị? Máy zin đem bình đề đầy đủ nha. Rồi, máy zin. Mình qua tới chiếc Sirius đó đi. RC bánh mâm thắng đĩa luôn. Con này thì để cho mọi người 8.500.000 luôn. Biển số là 75D1 nha. Bình đề đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt. Dạ. Rồi, ok. Mua đi làm đi cày bừa anh em nha. Thiện chí nhiệt tình đến cửa hàng chị bớt lọc lá cho. Rồi con quay Blast nha chị. Con này biển số là Thanh Hóa 36B6 nha. Chất xe đẹp liền lạc. Đó, bình đề đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt. Con này thì để cho mọi người là 9.800.000. 9.800.000 thôi. Phiên bản là bánh căm thắng đĩa. Mẫu này thì nó bền lắm, tiết kiệm xăng. Dàn áo có được bán keo dán nguyên cái dàn tem mới nên nhìn đẹp anh em. Còn đây là chiếc đến Winner. Đến chiếc Winner nha, con này màu trắng trắng đen, biển số Long An 62B1 nè. Con này thì có vào đèn trợ sáng, cầm bao tay với tay tháng cho mình nha. Máy móc thì vẫn là zin đêm. Tem 3D luôn. Con này để cho mọi người là hay kêu trầm chứ. 16.000.000 luôn. Dạ 16. Dạ kêu trầm anh em ha, 16. Còn bên đây chị. Bán rồi. Bán là không? Ừ, hết rồi đó. Dạ. Đó mọi người thấy không? Nãy giờ quay cũng quá trời xe luôn tại bên Thành Đạt á. Thì anh em nào quan tâm cái mẫu nào thì cứ chụp hình lại nha để chị chủ tư vấn bà con anh em mình được rõ cụ thể hơn từ cái việc ra tên giấy tờ hay là ship xe hay là muốn trả góp gì đó bà con nếu mà còn thắc mắc thêm á thì cứ alo trực tiếp với chị chủ nha. Số thì em cũng đều có để trên màn hình cho mọi người rồi. Rồi mình nhắc lại chút xíu thông tin cơ bản bên cửa hàng rồi địa chỉ của cửa hàng là 2219 Cần Thủ, Kho Hưng, Bình Chuẩn, Thành An, Bình Dương nha.
Tiệm em thì nằm kế bên chợ Hải Mỹ, cách chợ Hải Mỹ tầm 50m. Còn bên tay trái là cái ngã tư Bình Chuẩn tầm 1 cây nha cả nhà. Bên em thì có hỗ trợ ship xa. Tất cả rất tính luôn mọi người, coi video ở xa không có tới được cửa hàng mua xe á, mình ưng chiếc nào thì cứ chụp hình gửi qua Zalo em sẽ tư vấn kỹ hơn nha. Yeah. Mình ưng thì cọc giúp em tầm 1 triệu thôi, cửa hàng sẽ ship xe về cho mọi người, nhận xe mới phải thanh toán nha cả nhà. Yeah. Cũng có hỗ trợ sang tên khắp sau 3 tỉnh thành đó, mọi người có nhu cầu thì thêm phí vào cửa hàng hỗ trợ mình làm nha. Yeah. Rồi, hỗ trợ trả góp, có khách hàng từ 20 tuổi thì chỉ cần căn cứ công dân, không thẩm định người thân. Đó. Còn các em mà 18, 19 thì phải thẩm định người thân, rồi có thêm bảo hiểm y tế hoặc là hóa đơn tiền điện thì cũng làm trả góp được nha. Dạ, rồi ok mọi người ha, có trao đổi xe đồ này kia là cũng đầy đủ hết. Dạ đúng rồi. Rồi, nãy giờ thì những cái thông tin mà bên Thành Đạt ấy, thì chị Chủ cũng chia sẻ hết cho anh chị rồi. Anh em quan tâm thêm nhớ liên hệ cửa hàng nha. Còn giờ thì hai chị mình cảm ơn và xin chào mọi người đã quan tâm dõi video nha.